bộ ba ga thùng JV cho XXR155. Xin chào các bạn, đây là một chiếc XSR155, còn đây là chiếc ba ga JV giống vậy này, ba ga JV của XSR, còn đây là khung hông SBL XSR rồi ha. Giờ mình sẽ hô biến đây, lý do là anh khách là không có dùng xài bộ này nữa, anh em xem này, nó đây không nên gắn cái này nhá, cái này chỉ là tay giặt thôi, cái này chỉ là tay giặt thôi chứ cực kỳ yếu luôn. Giờ mình sẽ hô biến lên nhá, mình sẽ hô biến lên một bộ JV cho các bạn xem đây ha. Giờ mình sẽ lắp một bộ JV cho các bạn xem. Đây là bộ bộ ba ga ba thùng JV cho XSR155 nhá. Giờ mình sẽ lắp lên nó giống vậy này, nó gần gần giống vậy á đây ha. Bộ ba thùng JV cho XSR155 thì mình phải tháo cái này ra, bắt buộc mình phải tháo mấy cái này ra, gỡ cái này ra này, gỡ cái này ra này. Đây này là cái hộp ba ga JV này, chính hãng này này ha, này khung này, bát này, còn đấy á, còn đây là bộ khung SBL này đó ha, tem niêm phong của JV này, rồi cái mạc bằng ghim này, như có một cái clip trước đấy, clip trước mình bảo là hàng 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 chính hãng với hàng không chính hãng ấy, thì nó sẽ có cái ghim này nhá, ghim này là hàng chính hãng này, đó là cách nhận biết dễ nhất. Rồi mở ra hết, okay. Tiếp theo là mình sẽ mở cái yên xe này ra, để đây luôn ha, mình hãy để đây này, không có ảnh hưởng gì hết á. Ồ, mấy cái này cắt bỏ hết nhá. Cái này các bạn chủ yếu là sử dụng khóa 10. Khóa 10 này. Lưu ý cho mình á, ví dụ mà bạn nào mà không nhớ những cái vị trí ốc này này. Nếu như mà không nhớ thì các bạn cái này mặt ốc này. Cái này mặt ốc này. Mình cùng quay clip lại. Cái này là do là các bạn này đổ thêm cái này vào nên là bị mất mấy con ốc dưới này nhá. Cái này thì mình sẽ không có cần bảo với khách tại vì mình đang quay clip đấy rồi, thì mình có cái bằng chứng, nhưng mà thực tế là không lắp được là vì nó đã chêm vào cái đâu rồi ta, chêm vào cái mình vừa nói đó, họ họ chêm vào cái bộ biển số ấy, mà đã chêm vào thì không có lắp ốc qua được đâu, nên là không có cần phải báo khách mất công. Chứ bình thường mà có xảy ra vấn đề gì á là phải báo với khách liền. Đấy, thấy không? Mình vừa bàn có hai ren này, là cái này là bật lên đây này, có nghĩa là nó bị lỏng lỏng sẵn đây. Bên này cũng vậy nhé, 1, 2, 3, 3 ren. Đấy ha, cái này thì các bạn chỉ cần gỡ vậy này, gỡ để vậy cũng được nữa. Đó, làm vậy đi. Cái này hơi bị nhỏ nên là các bạn dùng cái típ 10 nhá. Mình có cái cần tơ lực, cái này cần tơ lực 10 này, thì cái này mình mở ra là mình sẽ gắn lại liền, tại vì cái này là không, nó không có nằm trong bộ phận, thì là mình lắp thùng JV á, mình lắp bộ JV á, là nó không có nằm trong JV, nên là mình sẽ tháo ra xong rồi mình sẽ bỏ luôn. Đây là mình đang trong quá trình lắp một bộ ba thùng cho XSR155, bộ ba thùng trên này sẽ có ba con ốc, bốn con ốc. Giờ mình tháo con ốc này ra nó sẽ bị sụp xuống này, có thể phải nhờ một người giữ. Phùng ơi, ra mắt xíu, giữ hộ anh cái này, nó cho mình sụp xuống này. Ok, đây cái bộ khung này, cái này tháo ra nhá. Ok, được rồi đó, cái này anh lắp cho.
Ok à. Anh đợi đi. Ví dụ cái này này. Cái này nó vậy ha. Thì các bạn đấy là cái bộ này. Cái này là cái bộ phát biển số này. Đây. Mình sẽ ra luôn ha. Đây, nó chỉ có vậy thôi. Hai con này lắp hai bên này, hai con này lắp ấy này. Còn bốn con này thì bốn con ốc zin. Đây này, bốn con ốc zin này. Ok, bốn con này mình không xài tới á. Tí nữa mới xài, nhưng mà xài tới không xài tới đâu. Mà là tí nữa. Cái này này, gắn vào. Đây. Cái xe này á là đã bị lấy mất bốn con ốc này rồi. Nó sẽ có bốn con ốc chêm trong cái này. Các bạn xe zin á, xe zin các bạn chú ý cho mình nhá, có bốn con zin trong cái này, bốn con chêm. Nhưng mà xe này mất rồi, mình bỏ qua nhá. Tại vì mình cũng không có đồ dính đâu. Nếu như mà mất rồi thì mình sẽ bỏ qua luôn. Với lại cái dây điện nhá, đi bên này nhá, chứ đừng có đè vào, nó ép vào hỏng hết á. Rồi, cái này thì mất rồi thì chịu. Mình sẽ lắp lại như cũ. Rồi, cái này các bạn chỉ cần lắp một con vào này. Đó, nó giữ lại. Khi các bạn lắp cái phát biển số của XR155 này. Cái này là phát biển số nhá. Thì sóng này có bốn con chêm. Nó sẽ có bốn con chêm zin. Thì các bạn lắc vậy này. Đây, lắc vậy này. Lắc vậy ha, là nó đẩy lên được. Trường hợp mà các bạn sơm nó cẩn như thế này, nó lệch rén á, thì các bạn cứ lắc vậy này. Mình nhận định là chiếc XR155 này này. Chiếc XR155 này á là nó lắp cực kỳ chuẩn luôn. Có nghĩa là khi các bạn lắp bộ ba ga này vào á, cực kỳ dễ lắp, gọi là không thể nào tuôn ren được, khó lắm. Nếu như bạn nào mà tuôn ren thì phải nói là siêu xui. Tại vì mình lắp trước đến giờ là mình nhận định là chiếc XR155 này là lắp chuẩn nhất. Chuẩn là chuẩn thế nào? Có nghĩa là khi các bạn lắp bộ ba thùng vào á, là các bạn lắp vào được trơn tru, gọi là nó thẳng á, nó thẳng gần như là tuyệt đối. Để mình lắp xem nha, xem mình nói có đúng nha. Đây là cái ốc gạc chân này. Ốc gạc chân thì sử dụng lục giác 6. Đây là bộ khung hông này. Phát hông này là bên trái. Đây là cây ba ga bên trái. Đây. Bộ khung ba ga này. Đây, nó dày ha. Cái này nó vậy này. Nó như vậy này. Nhưng mà mình chưa lắp liền đâu, là tại vì cái này còn có các cái bộ khung hông nữa. Nên là mình sẽ lắp vào hai cái luôn. Ốc thì họ đã cho sẵn đấy rồi. Ốc, tất cả ốc của Zivia là ốc chống tuôn ren ha. Ốc chống tuôn ren. Đấy là sẽ dùng một con ốc zin với một con ốc đồ này. Đấy à, một ốc zin, một ốc đồ. Vì sao? Vì nó dày hơn. Nó dày hơn nên là các bạn cần ốc đồ nhá. Rồi, giờ mình sẽ gả lên này. Mình sẽ lấy một con lông đen này, một con ốc của Zivia này. Lắp cái này vào này, nó sẽ về này, con ốc này, rồi đến khung SPL này, đó, thấy chưa? Rồi, cái này mình chỉ cần vặn tay thôi, 1, 2, 3, vặn vài ren thôi, ok, giữ vậy ha, vặn vài ren thôi này. Rồi, tiếp theo là đến lượt cái chân, hồi này mình nói đó, hai cái con đen đen này, con chêm đen đen này. Con chêm này là để thay thế bên con lại ha. Thay thế bên con lại. Để các bạn biết thay thế bên con lại là thế nào thì khi nào các bạn mua hàng thì các bạn sẽ biết. Đây là mình đang tiến hành lắp 3 ga XR155. 3 ga XR155 cộng với khung hông. Khung hông của XR155. Thì cái con ốc dài. Có con ốc dài với con ốc ngắn. Ốc dài với ốc ngắn. Đây này. Mình lấy lại nhé. Đây, con chêm dài đây. Đây là con dài này. Con dài nằm ở đấy này. Con dài nằm đấy này. Cái này nằm ngoài này. Cái này đấy này thì biết rồi này. Đúng không? Khung SPL nằm ngoài, 3K nằm trong. Rồi, cái con chêm đen đen đây này. Con chêm đây này, nằm ở trong cái này. Đó. Bây giờ mình sẽ... Đây này, con zin này. Rồi lắp con chêm này vào đây. Tại sao lắp con chêm này vào đây? Con đen đen này này. Con này vào đấy thì chắc khỏi nói đi ha. Rồi, ok, xong.
Đấy, thấy chưa? Mình hồi nãy mình nói là cái này lắp chuẩn như zin đúng không? Lắp lắp gọi là chuẩn nhất luôn á. Là mình này, mình vừa lắp xong này, sướng sướng này, là nó vào đây này, bàn tay trong khi một tay còn cầm camera. Rồi, tiếp theo, bên kia cũng tương tự ha. Rồi, từ từ siết nha. Khoan đã siết nha. Mình sẽ không siết chặt mà mình sẽ lắp cái phần còn lại bên bên kia. Một con ốc, hai con ốc này, lồng đèn này. Ok. Cái này thì cũng vậy, tháo hai con ốc gạt chân ra. Đây là đang lắp phần bên phía bô của kẻ rơ lên một bộ khung hông. Mình sẽ lấy một bộ khung hông cho XSR155 này, con chêm này, con chêm này, con chêm mình chêm vào phía trước này, mình vặn một ren này, hai ren này, tiếp theo là con này này, một con lông đen này, con này cũng một con lông đen này. Đấy, đây là khung hông của SBL, này là khung SBL XSR155. Còn đây là ba ga của XSR155, ba ga GV. Như hồi này ha, cái ba ga, cái khung hông nằm ngoài, ba ga nằm trong. Bật cái gạt chân ra, rồi vặn vào một ren, hai ren, ba ren, bốn ren, đó, ok. Tiếp theo cho nó nằm ngoài đi, rồi con này. Okay. Rồi, thấy không? Mình vặn tay được này. Thấy không? Mình vặn tay được này. Con này cũng vậy này. Cái này là có hai con ốc. Hai con ốc này lắp ở chỗ gạt chân. Cái này là thanh chống. Này ha, mình vặn tay này. Rồi, giờ là xịt. Xịt sương sương này. Cái này là đế M5M, đế GV M5M dành cho XSR155. Đây ha, đế này thì cũng gắn lên bình thường thôi, gắn như zin. Này á, khi anh em xịt xong, các bạn mà xịt xong cái này này thì nhớ kiểm tra lại bằng tay nhá. Tại vì cái máy nó cái lực của nó khó chuẩn lắm. Mình kiểm tra lại bằng tay chắc, với lại như mình này nói đó. Cái này là xịt vừa thôi, tại vì biết sao không, cái anh xe này á, chiếc xe XR155 này là nó đã bị ấy rồi, bị tháo mất bốn cái con chêm rồi, nên là nó không có được đàn hồi cứng như ban đầu nữa. Này, xi nhan không đúng này, xi nhan zin này. Cái này mình tạm thời chưa lắp nha, vì có thể anh khách, nếu như anh khách mà đổi ý lắp thêm xi nhan á, là mình phải tháo ra lần nữa, nên là mình sẽ chưa lắp. Mình sẽ hoàn thiện xong là mình sẽ hỏi khách là có lắp đèn thùng ở xi nhan hay không. Cái này thì mình sẽ siết tay, sử dụng cái khóa 13 này, khóa 13 siết con này ha. Vậy là bộ khung này sẽ có 3 bát, 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo là cái đế. Đế thì các bạn sẽ cần một cái khóa 10. Kiểm tra tay lên một lần nữa nhé. Giờ là tạm thời là xong để mình gắn lên, gắn tạm lên này, gắn tạm lên cho khách xem này. Đó. Gạt chân gặp vào bình thường ha. Ok. Trong trong hình là đang là một bộ thùng GV E23G. Tiếp theo là một cái thùng B42N. Đây là bộ thùng màu đỏ này, hồi này là bộ thùng màu trắng. Còn đây là một bộ thùng màu đỏ dành cho XSR155. Cái thùng này là nhập khẩu Ý, còn thùng này là nhập khẩu từ Malaysia. Bộ khung thì bộ khung chính hãng. Bộ khung GV chính hãng. Nó tương tự với chiếc Z9 bên kia luôn.
Đây ha, mình vừa lắp xong xi nhan này. Ok, xi nhan sáng cả hai bên ha. Và sẽ có một cái rắc. Cái này là cái rắc này. Thì mình sẽ xịt giấy vào đấy nhá. Mình sẽ xịt cái giấy vào đây này. Nên là khi các bạn về nhà, các bạn chỉ cần tháo cái này ra. Ví dụ đi đâu đi, tháo cái thùng ra đi, thì tháo cái rắc này ra ha. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái cơ chế chống giật nhất định. Có nghĩa là khi các bạn quên tháo ra đi, các bạn quên tháo cái rắc này ra đi, thì cái thùng nó cũng tự bật ra nhá, chứ không có đứt dây đâu ha, yên tâm. Rồi, đây là mình đã đi xong rồi. Giờ mình sẽ lắp lại toàn bộ. Vậy là xong. Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy comment phía dưới, FB Cơ sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.